Tình trạng nấc thì gặp ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên tình trạng này thì với trẻ dưới 1 tuổi thì thường gặp hơn. Cái cơn nấc nó có thể ngắn, có thể dài. Nếu như cơn nấc quá dài hay nó xảy ra quá thường xuyên thì sẽ khiến cho cả mẹ và bé cảm thấy rất là mệt mỏi. Vậy thì tại sao bé lại nấc như vậy? Làm sao để phòng tránh cơn nấc và khi nấc thì xử lý thế nào? Hãy cùng xem video hôm nay của bác sĩ Đăng. Tình trạng nấc do đâu mà có? Thì ở trẻ sơ sinh, thứ nhất đó là do bé bú quá no, có nghĩa là cái bụng bé căng quá. Cái nú no này có thể là no sữa. Khi mà bé mà bú quá nhiều, bé không kiểm soát được cái lượng bú của mình, dẫn đến tình trạng no quá thì gây ra nấc. No khác có thể là no hơi, có nghĩa là bé nuốt nhiều hơi trong quá trình bú. Cái nguyên nhân này thường gặp ở những cái bé bú bình, do cái chất lượng bình nó không đảm bảo, em bé bú nuốt nhiều hơi, hoặc là bé đói quá và khi bú thì nuốt vội nuốt vàng, nên là cái khớp ngậm nó không được hoàn chỉnh, dẫn đến là bé nuốt nhiều hơi. Và có thể là do bé vừa khóc vừa bú và cái hành động đó cũng khiến cho bé nuốt nhiều hơi, thì cái hơi đó cũng làm bụng bé căng lên, kích thích vào cơ hoành và gây ra cơn nấc. Nguyên nhân tiếp theo gây ra nấc đó là cái sự thay đổi nhiệt độ nóng lạnh đột ngột của môi trường là cũng làm bé phát sinh cơn nấc. Và tình trạng trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể gây kích thích lên cơ hoành và phát sinh cơn nấc ở bé. Với người lớn thì chữa nấc không khó, nhưng với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì cái điều này là sẽ phức tạp hơn. Thì có nhiều cách để giúp cho bé vượt qua cơn nấc, trong đó có những cách mẹo. Ví dụ như là mẹ có thể bịt tai đây, dùng hai ngón tay nhá, bịt tai của bé, bịt kín cái lỗ tai của bé trong vòng 30 giây. Rồi tiếp theo, nếu bé vẫn chưa hết nấc thì mẹ có thể dùng hai ngón tay và bàn tay này bịt mũi và miệng của bé để ngăn cái việc bé thở trong vòng 2 đến 3 giây. Nhá, đừng làm lâu quá bé sẽ rất là khó chịu. Đấy, thế này. Sau đó là bỏ ra trong vòng 3 giây thì lại bịt lại. Và chúng ta lặp đi lặp lại như thế khoảng 10 đến 15 lần. Thì nó sẽ tạo một cái áp lực ngược lại cơ hoành và làm chấm dứt cơn nấc ở bé. Nếu như mà bé lớn ở cái tuổi ăn dặm ấy có thể uống nước, thì mẹ có thể cho bé uống nhiều ngụm nước nhỏ liên tục. Thì cái điều này cũng giúp cho là bé hết cơn nấc. Hoặc là có thể cho bé một chút đường vào miệng nhá. Có thể là dùng ngón tay này lấy một chút đường và chấm vào miệng cho bé, thì cái vị ngọt của đường nó cũng có thể khiến cho bé hết nấc. Ngoài ra, nếu mà bé đang bú mà lại nấc thì mẹ nên bế vác và vỗ dứt khoát vào lưng để cho bé ợ, thì nếu mà bé ợ được thì cũng sẽ hết cái cơn nấc. Làm thế nào để giảm cái tần suất bị nấc ở bé? Nếu như thỉnh thoảng lâu lâu bé nấc một chút thì điều đó hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì cả. Còn nếu như bé mất nấc thường xuyên quá hoặc là mỗi cơn nấc kéo dài quá thì chúng ta nên chú ý cẩn thận để tránh cái việc này xảy ra. Thứ nhất đó là đừng để cho bé quá đói mới cho bé bú, mà nên quan sát các dấu hiệu mà đòi bú ở bé để có cái hành động là cho bé bú. Thứ hai đó là đổi sữa, cái bình sữa, chọn những loại bình sữa cao cấp, nó có cái thiết kế thoát hơi ở trên núm ti hoặc là trên thân bình, thì để giảm cái tình trạng mà bé nuốt quá nhiều hơi vào trong bụng. Mẹ cũng không nên cho bé bú quá no, nên là tính toán theo cái lượng bú bình thường. Nếu như là bé bú no mà không có biểu hiện nôn chớ, không biểu hiện khó chịu và không nấc thì không vấn đề gì cả, bú mấy cũng được. Nhưng mà nếu có những cái biểu hiện như vậy thì nên giảm cái lượng bú cho bé xuống. Tiếp theo nữa đó là cái nhiệt độ trong phòng và ở ngoài. Không, ví dụ như là từ trong nhà phòng điều hòa bước ra ngoài thì nên giảm tăng dần nhiệt độ điều hòa hoặc tắt điều hòa, rồi cho chờ phòng nó nguội dần rồi mới đi ra, chứ không đi ra đột ngột. Lúc đi vào thì có thể thoải mái dễ dàng hơn. Rồi cái tình lúc mà đi tắm nhá, thì nếu lau khô quấn kỹ bé trước khi mang bé ra ngoài, tránh cái việc thay đổi thân nhiệt đột ngột có thể phát sinh tình trạng nấc ở bé. Rồi mẹ nên thay đổi cái tư thế bú, nếu như cái tư thế đó mà khiến cho bé nấc thì chúng ta đổi sang tư thế khác, và chúng ta thay đổi thường xuyên như thế cũng sẽ giúp cho bé giảm cái tần suất bị nấc. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của bác sĩ Đăng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới, bác sĩ Đăng sẽ trả lời. Nếu như thấy video này thực sự hữu ích thì đừng ngại chia sẻ nó cho người thân bạn bè cùng được biết. Và đừng quên subscribe kênh của bác sĩ Đăng, bấm vào nút hình quả chuông để khi bác sĩ Đăng có video mới thì bạn sẽ nhận được sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.